lệ mãi thương về cô hương xa vời, lệ nhớ mong ai mở tràn giấy vỡ tôi trong tim suốt năm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm cũng như theo dõi kênh YouTube của Nhất Long Audio. Vâng, clip ngày hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai cặp loa, một cặp loa đến từ Mỹ và một cặp loa đến từ Anh. Đầu tiên đó là cặp loa đến từ Anh Quốc, đó là cặp loa Sennheiser A3. Đây là một trong những cái model cũng rất là ít trên thị trường. Và cặp loa này thì hàng cũng tương đối là đẹp đấy các bác. Và dòng này sử dụng 3 loa bass 20 và một mic, một chép dôm, nên là cái dòng này nó là dạng loa cây cột, nên là phù hợp với nhiều cái không gian như chung cư hay là những cái không gian nhà mới để kê những cái đôi loa này thì rất là tuyệt vời rồi. Và bên cạnh đó là cặp loa JBL L5. Đây là hai cặp loa trong cái phân khúc rất là phù hợp với nhiều các bác chơi. Và bây giờ em sẽ đi quay chi tiết để giới thiệu thêm quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Vâng, đây là cặp loa Sennheiser. Dòng này sử dụng gỗ lạng các bác nhá. Và đặc biệt là dòng này trùng vân luôn này. Đó, các bác nhìn nào, đây trùng vân. Cặp loa này rất đẹp luôn đấy các bác. Em sẽ quay rất chậm để các bác cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của cặp loa này. Dòng này là dòng loa Sennheiser A3 này sử dụng gân cao su các bác nhá. Nên là có thể chơi được nhạc mạnh rất là tốt luôn. Đó. Và gân rất là mềm mại. Cặp này thì các bác đánh nhạc mạnh được. Đó. Và một lát nữa em sẽ quay luôn cái đằng sau và giới thiệu chi tiết để các bác cùng trải nghiệm luôn. Đó, đây. Dòng này sử dụng gỗ, gỗ này gỗ sồi các bác nhá. Gỗ này rất đẹp luôn các bác. Đó, đây cặp bên này. Đây, rất là đẹp luôn. Sennheiser A3. Và đây vân nó đây. Và em sẽ quay phía sau để các bác cùng trải nghiệm. Dòng Sennheiser A3 này sử dụng hai lỗ thông hơi đằng sau. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Và đây, Sennheiser A3 công suất là đi 200W. Dòng này loa là boa 4 ohm, độ nhạy là 90 dB. Em xem quay sang bên này xem là có trùng seri không. Hai 40 là con này seri liền kề luôn đó, seri liền kề 126 241, con kia là 240, con này 241 là seri liền kề luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Và tiếp theo đó là cặp loa JBL L5. Nói đến dòng loa JBL thì bên em đang bán rất là nhiều các mẫu, các model của JBL. Và những dòng L5, L7 thì này, cái phân khúc nó rất là phù hợp với nhiều các bác chơi. Và bảy biện cũng rất là đẹp, và đặc biệt là phối ghép rất là tốt luôn, và dễ phối ghép luôn. Dòng này cũng sử dụng loa sử dụng 3 đường tiếng, và sử dụng một bass 20, một bass 18 và một mic, một chép dôm. Đó. Loa cũng cực kỳ đẹp luôn. Loa sử dòng này cũng sử dụng gân cao su ấy nhá. Đó, dòng này cũng sử dụng vỏ gỗ sồi luôn. Đó, các bác nhìn nào. Em sẽ quay luôn cái phía sau cho các bác cùng trải nghiệm.